Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Giam lâu để mặc cả. Bài viết do người buôn gió biên soạn qua chương trình bày. Thưa quý vị, vào tháng 10 năm 2015, ông Trần Anh Kim là cựu sĩ quan quân đội Cộng sản Việt Nam đã bị bắt giữ tại nhà riêng. Ông Kim bị gán tội vào Điều 79, đó là hoạt động lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ông là người trước đó đã phải chịu mức án 5 năm tù về tội danh này. Hai tháng sau, vào ngày 16 tháng 12 ở tại nhà riêng tại Hà Nội, luật sư Nguyễn Văn Đài bị an ninh của Việt Nam bắt và khép vào điều luật 88 tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Luật sư Đài trước đây cũng từng bị nhà nước Việt Nam cộng sản bắt bỏ tù với tội danh này. Tiếp đó, vào tháng 6 năm 2016, thì ban an ninh của Việt Nam đã bắt bà Cấn Thị Theo tại nhà riêng với một tội danh mà bà đã từng bị cộng sản Việt Nam tống vào tù trước đó là điều 245 tội gây rối trật tự công cộng. Cả ba vụ bắt bớ này đều có những đặc điểm giống nhau như là thứ nhất là cả ba người đều đã từng bị bắt trước và kết án tù trước đó. Thứ hai, cả ba đều cùng tội danh trước đó đã bị kết án và thứ ba là tất cả đều bị bắt ở nhà riêng. Thưa quý vị, thông thường thì những người đã từng bị tù rất ít khi bị bắt lại với tội danh tương tự. Tuy nhiên cả ba người này đều bị bắt với tội danh mà họ đã từng bị kết án. Và qua đó cũng thấy việc bắt giữ ba người này của chế độ cộng sản Việt Nam có nhiều vấn đề. Việc bắt giữ tại gia, chứng tỏ âm mưu bắt giữ là có tính toán từ trước của cơ quan an ninh. Và nó không giống như là vụ bắt giữ vì sự việc nào đó vừa xảy ra hoặc là bắt ở tại hiện trường. Và nếu như bắt tại hiện trường như là cách thông thường nói đó là bắt quả tang, bắt nóng thì cách bắt giữ ba người trên gọi là bắt ngồi bắt nguội nằm trong một chủ ý sẵn có là đưa người bị bắt vào danh sách bắt và đến thời điểm cần phục vụ mua đồ nào đó thì mới bắt. Còn khi chưa cần thiết thì vẫn để đó. Và với kiểu bắt nguội ba người trên sẽ khiến những người đấu tranh khác phải lo sợ bởi vì họ không biết mình sẽ bị bắt bao giờ vì tội gì. Tuy nhiên, đó chỉ là một công dụng phụ của việc bắt giữ ba người này. Bởi hầu hết những người đấu tranh bây giờ không còn e sợ đến chuyện bị bắt tù. Mục đích việc bắt giữ ba người này của an ninh Việt Nam là việc bắt để có cách đàm phán với lại Tây Phương về vấn đề nhân quyền. Nhân đó thì đòi hỏi những yêu sách về viện trợ kinh tế cho vay. Bắt nguội còn là một cơ hội để các tướng lãnh an ninh cần có thành tích để chứng tỏ sự hữu ích của mình. Trước tiên, thì các tướng lãnh an ninh cho dư luận viên thổi phòng về mức độ nguy hiểm của các lực lượng đối kháng là mối đe dọa của chế độ. Và sau đó tiến hành bắt vài người. Tiếp đó, đưa những báo cáo xuyên tạc và thổi phồng về những người này để chứng tỏ mình với những đồng chí trong đảng. Tuy nhiên, để đánh giá chung, thì việc bắt ba người trên nằm trong ý đồ chính trị thời điểm nhiều hơn. Và đây là thời điểm mà vị thế Việt Nam xuống rất xấu. Các chiêu bài mà Việt Nam đưa ra để quốc tế chú ý đến mình đều không đạt được kết quả. Không chứng minh được những tiến bộ để thế giới hy vọng và giúp đỡ. Và chế độ Việt Nam quay sang lối mòn thủ đoạn đầy tiêu cực đã làm bao nhiêu năm qua và tiếp tục bắt người đấu tranh nhân quyền. Cho quốc tế phải quan tâm đến nhân quyền ở tại Việt Nam. Và qua đó, Việt Nam có những đòi hỏi xin xỏ về kinh tế. Tuy nhiên, thưa quý vị, quốc tế đã quá nhàm chán với lại vai trò bất nhân này của chế độ Cộng sản và họ lên tiếng đòi tha những người bị bắt. Nhưng không nhúng mình nhường nhìn yêu sách của Cộng sản của Việt Nam ở việc bắt người như trước kia. Quốc tế đã nhận ra một điều rằng với những kẻ tán tận lương tâm như chế độ Cộng sản Việt Nam thì việc xúc sắn can thiệp và thỏa hiệp yêu sách đối với lại Cộng sản Việt Nam sẽ không làm chế độ này thức tỉnh nhân bản hơn. Và trái lại, càng khí cho Cộng sản Việt Nam càng nghĩ rằng việc bắt giữ người là một món hời dễ khai thác và cứ thế tiếp tục. Thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam bắt người như là những kẻ bắt cóc tống tiền. Không thấy người đến xin chuột thì đành đánh tiếng các kiểu. Và bởi thế thì chúng giam giữ những người trên như kiểu giam con tin và không hề đưa ra xét xử hoặc là có tiến triển gì theo trình tự tố tụng. Đến nay thì Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Đài vẫn bị giam giữ trong cái gọi là thời hạn điều tra bất tận. Như trước đây, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh tức anh Ba Sàm từng bị cảnh tượng tương tự. Ở vụ án trước luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị bắt vào tháng 2 2007 và đến tháng 5 2007 đã có phiên tòa xử anh cùng với lời chị Lê Thị Công Nhân và tính từ thời điểm bị bắt đến khi xử có 2 tháng. Trong khi đó, theo ông Trần Anh Kim, ở vụ bắt dự trước vào tháng 7 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009, bị đưa ra tòa xét xử và tính từ khi bắt giữ cho đến khi xử là 5 tháng. Tại lần bắt này, tính đến nay, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị giam giữ hơn 6 tháng mà không hề có kết luận điều tra. Ông Trần Anh Kim đã 8 tháng cũng không có kết luận điều tra tuy cả hai đều bị cáo buộc tội danh mà họ đã từng bị cáo buộc trước đó. Thưa quý vị, sự khác biệt về diễn tiến tố tụng bị kéo dài ở lần này so với lần trước đã khẳng định mục đích bắt giam những người trên của chế độ Cộng sản Việt Nam là muốn có thời gian để cò kè để mặc cả với lại quốc tế. Và nếu không, chúng đã mang họ ra để xử nhanh chóng như trước kia, chúng đang được quốc tế sẵn lòng cho vay tiền. Chứng minh thêm là việc kéo dài quá hạn thời gian xét xử phúc thẩm đối với lại anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Điều 242 của luật tố tổ tụng hình sự Việt Nam đã quy định việc kháng cáo trong trường hợp Nguyễn Hữu Vinh là 90 ngày. Trước đó 15 ngày phải có thông cáo cho luật sư, viện kiểm sát và bị cáo. Tuy nhiên đường kháng cáo của Nguyễn Hữu Vinh, tòa án đã nhận vào ngày 7 tháng 4 năm 2016 và đến hôm nay là ngày 27 tháng 6, tức đã 80 ngày tòa án nhận được đường kháng cáo. Tuy nhiên, vẫn chưa có một thông báo sự phúc thẩm nào. Trong khi lẽ ra, từ 5 ngày trước theo luật định tòa án đã phải có thông báo lịch xét xử phúc thẩm. Việc kéo dài thời gian tố tụng và xâm phạm thời hạn tố tụng cũng là một chiêu trò để gây sự chú ý dư luận quốc tế của chế độ Cộng sản Việt Nam. Hồng trông mong kiếm trác được gì qua sự quan tâm của quốc tế. Nhưng càng làm như vậy thì càng khiến cho dư luận quốc tế thấy rõ bộ mặt xảo trá và gian hiểm của chế độ Cộng sản Việt Nam và cách thu hút quan tâm kiểu như thế này đã lỗi thời và đó vẫn được sử dụng chẳng qua là vì phù hợp với bản chất độc ác của chế độ. Và nếu là một chế độ có chút tự trọng, Cộng sản Việt Nam nên chọn cách thả những người này vô điều kiện. Cách đó chắc chắn sẽ gây chấn động sự quan tâm thế giới theo cách tích cực, khiến dư luận và chính phủ các nước quan tâm và hy vọng sự đổi mới của chế độ Việt Nam nhiều hơn. Còn cứ tiếp tục trò bị ổi như vậy, thì Cộng sản Việt Nam chỉ như là một con thú độc ác, đang dễ dùa trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Ở một khía cạnh khác, nhìn về những người bị bắt trên thì họ đều đã từng bị tù đầy vì tội danh như thế trước đó. Và điều đó khiến những người dân càng cảm phục vì sự dấn thân của họ. Những người đã chiến đấu không ngoan nhượng, không còn sờn lòng để theo đuổi lý tưởng của mình. Nhà tù và công cùng lao lý, luật pháp bẻ công, không làm cho họ trùng bước họ xác định được chân lý, được con đường đúng đắn mà dân tộc này cần phải theo đuổi và khẳng định, bất chấp hạnh phúc cá nhân của mình, bất kể những tai họa do việc mình làm. Cũng như nhà khoa học đứng trước một dàn thiêu vẫn khẳng định định lý trái đất quay. Và những người bị Cộng sản Việt Nam cầm tù vào ngày hôm nay đã nêu trên, cũng đã hiên ngang đón nhận mình hình phạt của chế độ Cộng sản Việt Nam này để khẳng định chân lý Cộng sản Việt Nam không bao giờ đem lại điều tử tế cho dân tộc Việt Nam. Họ là những người bất khuất kiên cường và chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến họ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tự đề Giam lâu để mặc cả, bài viết do người buôn gió biên soạn qua chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.